Ai biểu tên cỏ hay chi hả? Tên bông đi. Ừ đúng rồi. Cần giữ lại rồi. Đâu có, thật ra cũng hay chấm hoa đó, có những cái hoa như sao lem rồi đó. Dạ. Nó lung linh, nó đẹp chứ. Nhiều tẻ bớt hả? Ừ, tẻ bớt những cái nhánh dài mà. Ờ mà thường sao mình không dọn sớm hơn Tết mà gần Tết mới dọn, chi cực vậy, lu bu quá mà. Tại vì theo cái quan niệm á là dạ, mình sang năm mới là mình dọn dẹp những cái gì của năm cũ. Dạ. À, giống như là những cái sân vườn rồi nhà cửa thì dạ, con thấy gần Tết á, biết là công việc bận rộn nhưng mà người ta vẫn dành thời gian ra người ta dọn dẹp để dạ, chi để anh ta chuẩn bị yeah, đón năm mới với những cái gì sạch sẽ đẹp đẽ. Cái đó giống như là người ta mong chờ một năm mới là yeah, nó có những cái điều tốt đẹp. Giờ mình dọn dẹp khu vực này luôn hả Dũng? Ừ, Út dọn sạch đây để mình Út làm cho con cái góc á. Yeah. Cái góc vườn để con ngồi con sau một ngày làm việc thì cái con ngồi con uống ly trà ly cà phê rồi vậy đó, có cái chỗ mà ngồi mình yeah, gọi là thưởng thức không gian thiên nhiên. Cưới từng Dốt về chơi mà lại nhờ Dốt dọn dẹp sân vườn đón Tết luôn. Với lại sẵn là mình học hỏi ít kinh nghiệm để sau này mình tự dọn chứ nhờ hoài không được. Cái giá trị của tự mình làm là gì con biết không? Yeah. Là tự mình khám phá, tự mình sáng tạo yeah, và mình cảm nhận được cái thành quả của tự mình làm ra. Yeah. Cái đó là cái sướng nhất á. Con cũng thích tự làm lắm nhưng mà mình cũng chưa có kiến thức cơ bản đó, mình không biết xếp làm sao đúng. Nên là giờ sẵn hỏi Dốt luôn, Dốt làm rồi con học từ từ. Cái đầu tiên của làm sân vườn là gì? Là dọn vệ sinh. Yeah. Ví dụ như con chưa có cái khái niệm về làm sân vườn. Yeah. Mà một cái góc như vậy là con rất là rối. Yeah. Con thấy nó tùm lum quá, con không biết làm sao nữa. Con không biết dọn từ đâu, con không biết bắt đầu từ đâu. Thì cái yếu tố đầu tiên là con dọn sạch. Yeah. Con dọn sạch để chi? Ít ra con phải hình thành trong đầu con là gọi là cái sở thích của mình á. Yeah. Con muốn làm cái đó ở chỗ nào, con muốn đặt cái chỗ đó cái cây gì. Ừ. Rồi con muốn làm cái cụm hoa ở chỗ nào. Yeah. Là con hình thành trong đầu con. Bây giờ cái điều kiện rất là tốt là con lên mạng đó. Yeah. Con lên mạng con coi những cái cảnh quan mà những cái công ty cảnh quan người ta trồng, con thấy cái yeah, đất nào thích và phù hợp với cái diện tích đất của mình. Yeah. Thì con áp dụng vô. Đúng rồi. Nên đó mình xem mình nói nào mình thích. Cái điều kiện nó rất là dễ. À, bây giờ cái thời đại của tụi con là sướng hơn Út rất nhiều. Hồi đó cái gì Út cũng tự mày mò. Yeah. À, còn có những cái thiết kế á, yeah, là mình thiết kế theo yêu cầu của chủ nhân. Yeah. Mình phải làm theo ý của chủ nhân. Còn những cái gì mà tự con làm thì con thích con làm. Yeah. Con làm cảm giác thích thì là làm. Còn không mai mốt cái mình chơi cái mình thích kiểu khác nên mình thay đổi. Yeah. À, vậy đó. Bữa nay chị Sơn Ca cũng ở nhà dọn dẹp Tết nữa nè. Chị Ca thích bông lắm. Yeah. À. Ủa đây có rau thơm đẹp quá của mẹ nè. À, nó thơm phức không? Cái này là cái thơm. Nãy giờ thơm. Ừ, chị không nổi luôn. Hẹ nè, hoa hẹ đẹp lắm. Đẹp quá ha. À, nó lung linh dễ thương. Hẹ nè. Rồi bây giờ mình bắt đầu từ đâu vậy Út? Tại vì Út chỉ con sơ sơ chứ giờ hôm nay là về chơi mà Út làm không kịp hết. Rồi, dạ. Không làm kịp dạ. Nhưng mà Út bây giờ là đầu tiên là con dọn. Dạ. Út vận động mẹ dọn hết mấy cái cây trồng. Dạ. Cái gia vị đem ra ngoài cái cửa. Dạ. Để cái không gian này bây giờ con đã để mấy cái hồ đây rồi. Mình tận dụng không gian thì em mốt con mua những cái cây hoa đó. Mua cây hoa nhỏ để đây hả? Đặt ở dưới đất, à, dưới đất để chi để con đỡ tưới. Dạ. Chứ mai mốt tới mùa khô mà con để trên chậu cực lắm, tưới dạ, cực lắm mà con bỏ quên là nó chết. Con đặt lại dưới đây nè. Dạ. Giống như bên chị Sơn Ca vậy đó. À, trồng luôn hả? À, trồng luôn ở dạ, dưới đất luôn. Ừ. Cái mai mốt nó lên phân bên này nè, sau này cái con để trên này một số chậu nữa là dạ, nó tự nó thành một cái cụm rồi. Rồi ở đằng đây Út cũng khiêng bớt ghế ra. Dạ. Rồi Út cắt hết mấy cái lá ủ. Là mình dọn vệ sinh trước đi. Rồi bắt đầu ở đây mai mốt con mua những cái chậu lan á. Dạ. Con móc lên hoặc là con dỡ lan ra con ốp nó vô trong cây mận luôn. Bây giờ con có cây mận nè. À, ừ. Con có cái hồ cá. À. Với cái gốc ghế đây rồi Dốt dọn giùm con sơ sơ chỉ con làm. Bây giờ cái dễ chơi nhất là cây mận. Dạ. Cây mận này á mình gỡ hết những cái lá ủ lá xấu đi. Dạ. Rồi mình mua lan á con. Con lan treo lên hả? Con ốp vô thân cây mận luôn. Nó ăn chết cây mận không? Không,
Cây lan nó đâu có làm ảnh hưởng, nó chỉ sống nhờ gió nhờ nước thôi. Rồi con kẹp rễ dừa, vỏ dừa vô đó. Dạ, kẹp vỏ dừa vô cho hút. Nó bám vô vỏ dừa là tự nó sống mà nó không có ảnh hưởng gì tới cây, nó đâu phải như thanh long. Dạ. Thật sự nó hút hết nhựa hơi chết hổ. Cây lan tội nghiệp nó lắm. Dạ. Nó sống nhờ gió nhờ nước thì nhiều. Dạ. Cho nên Út nói với con một cái điều quan trọng là gì, là cái quan trọng của làm sân vườn là gì, là mình làm mình thấy đẹp là đẹp. Dạ. Mình thấy thích là được ha. Thích là được. Mà cái cảm nhận thiên nhiên ở đây là gì? Cảm nhận thiên nhiên ở đây là con làm sao mà con cảm giác được gần gũi với thiên nhiên. Người ta phải mua cái đu đủ giả người ta để đặng người ta nhận cái đã. Dạ. Còn con về là được thiên nhiên ưu đãi dữ lắm rồi đó chứ. Con trồng tá lả luôn, với mẹ thích trồng nữa nè. Đúng mẹ rồi. Trồng rau quá chừng. Trước cửa nhà mà có một cái khế như vậy là hên lắm nè. Ủa vậy hả? Vô tình luôn. Vô tình. Cứ con cứ trồng tá lả con đâu có biết đâu. Ở trong phong thủy cái cây khế người ta gọi là cây chiêu tài. Phải là ăn khế trả vàng không? Khế trả vàng đúng. Ủa rồi. Vậy hả? Cái chiêu tài mà ở này tự nhiên nhà con một cái khế vậy là cái một cái điều may mắn. Dạ. Mình làm sân vườn thì mình phải nghiêng về phong thủy một chút. Dạ. Dốt qua tư vấn chuyện ca để hồi chị chặt hết không à. Con sai rồi. Con sai rồi. Thay vì hồi nãy con hỏi Út, con cắt ngang là tự nó lên cái mầm khác ha. Cho nên vậy con định trồng cây non. Cây già mới đẹp. Ừ. Mấy cái cây như thế này đẹp lắm nè, mình lắc giúp lấy cái cây này. Giúp lấy cây này, giúp làm ngang đây, giúp làm được cây bonsai. Hả? À, cho vô chậu không? Cho vô chậu. Đừng chặt sát con, nếu con chặt thì con để ra trống trống lát giúp bứng lên. Chờ khúc đi để mốt nó lên mầm nó ra. Thì giờ mình chuẩn bị ăn Tết, nếu mà trồng trễ quá nó không kịp lên. Lên quá trời luôn. Cái này dễ thương lắm, nó chịu. Chị sân cao khoái trồng bông lắm. Quá trời luôn nè. Đủ loại bông luôn. Con có cái kéo con lấy cái kéo con cắt. Dạ. Cái này nó cứng dữ lắm. Chị sân cao chặt luôn hết rồi. Trời ơi, người ta trồng người ta cần cái gốc cũng chết luôn mà sân cao chặt hết ra uổng quá. Thấy nó già tưởng. Hay là tự bỏ đi, chồng bỏ đi. Ừ. Chị đâu có để vậy được. Hai cây gần nhau quá. Trồng cái mít. Dạ đúng rồi. Ủa sao kỳ vậy? Không nên. Phong thủy hả? Phong thủy. Với lại nó lấy cái tại vì thì Út cũng không biết, nhưng mà hồi xưa mình có đi học phong thủy á. Dạ. Ông bà mình quan trọng cái tên gọi lắm. À tới cái tên đó, hại nó. Ví dụ như nhà mình có ông già, ông già bà già không có còn học hành nữa thì mình trồng gì cũng được. À. Nhưng mà nhà mình có mấy đứa trẻ học á, mình trồng cái mít trước cửa giống như là không có hay. Không được thông minh nữa không? Thông minh gọi là mít đặc á. Rồi tại tội cái tên nè, tên mít nè, hay hy sinh nè. Có gì cái tên quan trọng lắm đó. Nếu mà giờ đặt tên cái khế là được đứng đó rồi. Ừ. Chiêu tài nè. Với lại những cái cây mà có cái rễ thòng á con. Dạ. Cũng không nên trồng trước cửa nhà. Ừ. Nó dáng vẻ nó buồn lắm. Dạ. Ồ, cái vườn đậu biếc của chị hổm Út cho trái nè, cho hột nè. Quá lên quá trời đẹp luôn. Rồi nó trèo lên vườn một vườn luôn nè. Út cũng chia sẻ một chút xíu về cây đậu biếc nè Sơn. Dạ. Cái đậu biếc này nè, cái tác dụng của nó rất là nhiều. Con không khỏe trong người á. Dạ. Con làm việc nhiều á, con hái cái lá này nè, lá non non vậy nè. Lá hả? Con nấu canh. Ở chứ không phải bông hả? À, cái bông á thì mình uống. Dạ. Còn cái lá nè, lá non non này nè, nấu canh con ăn con mau khỏe lắm. Hay ha. À, cái dinh dưỡng ở trong cái lá đậu biếc rất là cao. Vậy mà... con tưởng đâu chỉ xài bông hả? Rồi cái cọng nữa nè con. Dạ. Ừ, cái này nè con nếu mà con không có được trồng được bông tươi thì con lấy cái cọng này con hái con nấu nước uống cũng tốt nữa. Dạ. Ừ. Nay bông đậu biếc chị lên quá chừng nè chị. Ừ. Quá chừng tại trồng rồi bỏ vàng cho nó bo đó Sơn. À. Đẹp quá ha Sơn ca. Dạ. Con không có sử dụng phân hóa học nhiều không hay. Dạ. Dùng như cỏ rác rồi con có gói lại con dùng vô trong gốc hết. Dạ. Cho nó thành phân hữu cơ. Mình ở quê mình phải tận dụng vậy đó. Này Sơn ca. Dạ. Ví dụ nó già thì con cắt vậy nè Sơn ca. Dạ, vậy cắt đi. Cắt khỏi cái già thôi đó. Ừ. Dạ. Chuyện ca mình cỏ à. Cỏ quá trời, cỏ nó lên luôn. Để Sơn ca làm này lắm, bạc sát nó lắm. Chuyện ca khoái chặt lắm. Chặt hết cho sạch. Được rồi hả? Giờ làm sơ bên chị ha, rồi xíu lên qua mình dọn bên hồ cá. Ồ, bông lên quá trời luôn. Dạ.
đẹp hơn. Nhưng mà cái này nó sống nổi không? Cái kẻ nổi này chứ. Nó nhỏ quá nè. Nổi. Nó hay lắm, sống lên được là sống à. Không biết ở trên đây là gạch chứ ở dưới nó là cát. Dạ. Nhưng mà cái kẻ nó nhỏ quá. cái sinh tồn của cây cỏ nó hay lắm. Dạ. Nó tự thích nghi ha. Con thấy có những cái cây mà nó nằm ở trên bờ tường á Sơn. Dạ. Nằm bờ tường mà nó trên bê tông vậy đó mà nó vẫn kiếm chỗ để mà nó chen mấy cái kẻ để mà nó tìm đất nó xuống. Bông này tên bông gì vậy Út? Cơn gì Út đang cắt nè? Bông này là dừa cạn luôn. Dừa cạn hả? Ừ. Nó còn tên khác phải không? Dũ không biết, Dũ gọi là dừa cạn thôi. Nhưng cái tên khoa học nó thì nhiều lắm nhưng mà mình đâu có nhớ. Chị biết tên nó không? Con biết rau dừa không? Rau dừa ở dưới mặt ao đó. Bông này có người kêu tứ quý nữa. Tứ quý nè. À, tứ quý có nghĩa là ta dùng cái từ chung, có nghĩa là nó qua ra bông bốn mùa đó. Cái này cũng là tứ quý nè con. Ủa? Cây mai này cũng là tứ quý nè. Hàng chị không nghe tên, chị gọi khác. Cái tên riêng của nó là cái dừa cạn. Con, dạ. Con thấy cái rau dừa trên mặt ao không? Dạ con thấy. Rau dừa đó là rau dừa dưới nước, còn này dạ. Này con thấy nó y hệt luôn thấy không? Mà nó trên khô. Dạ. Có một cái loại nữa là cũng là dừa cạn nhưng mà nó thân thảo. Dạ. Nó ấm nó trồng ở trên cái vỏ đó. À. Nó đổ xuống đó. Dạ. Cái đó nó giống như là con phải tưới nước trực tiếp. Tưới dạ. Hoài. Còn không thôi là nó chết. Còn cây này là con bỏ khô bỏ nắng cỡ nào nó cũng không chết. Cây này nó có rễ rồi ha. Còn kia thì nó sống nhà nước. Nhà nước hơi ẩm hả? Cái hoa đó nó lai giống rồi nhiều lắm xem dạ. Nhớ không? Dạ. Mấy cái hội xuân đường mà ta hay mua ta treo với lại Tết ta mua hai treo ở trên vỏ đậu xuống đó. À con nhớ rồi. À cái bông nó giống vậy nè. À. Nhưng mà nó thân nó rất là mềm giống dạ. Như cũng rau sam vậy đó. Xuyến thì năm nào cũng mua treo á, nó đẹp phải không? Cái đó là con làm qua mùa Tết rồi thôi chứ. Đúng rồi, nó không có sống thọ, ổn. Nhưng mà con vẫn phải cắt những cái nhánh dài này đi. Thường á thì mình hay tiếc á. Tiếc á mình không có bỏ. Cái thứ nhất là nó làm cây dưới đất thì không nói, còn cây trên chậu á nó làm giống như là nó tranh cái dinh dưỡng của cây. À. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là những cái nhánh dài này nó không có mang lại giá trị thẩm mỹ của cây mà nó lại tạo điều kiện cho sâu bệnh nè, con thấy không? Dạ. Nè. Ờ. Rất là nguy hiểm. Mấy nhiều bọ luôn. Rồi những cái nhánh. Ờ nó đeo dữ ta, mấy con rịp sáp nè hả? Rịp sáp nguy hiểm lắm. Ờ. Cái này là nó làm chết cây. Rồi nó mất thẩm mỹ nữa. Dạ. Ví dụ như cái cây mà con nhìn thấy nó dơ quá. Con thấy nó đen xì. Dạ. Rất là xấu. Út cắt như vậy để chi? Để bớt được cái sinh sôi của nó nè. Bớt rối ha. À, nó nằm ở dưới lá không à. Dạ. Cắt đi rồi bắt đầu chiều nay Út kêu anh Yên mua thuốc xịt. Dạ. Xịt mới được. Ờ. Còn cái này là con phải đốt. Chứ dạ. Nó con để á. Nó bay đi nữa hả? À, con thấy không? Con dạ. quay kỹ cho nè. Dạ. Để là nó bay, còn nó lá mạnh vậy nó này con đây. Đi. Nó đeo quéo lá còn thấy không Sinh? Dạ. Rồi nó nhảy qua cây khác. Bữa nay huy động lực lượng dọn ăn Tết dữ ha. Bữa nay cho Phong học nghề qua kiển nha, không phải nấu ăn nữa mà học nghề qua kiển của Dĩ Út. Học là miễn phí đó nghe Phong. Để rác đi khô rồi mình đốt. Cái này là điểm nhấn cho hoa. Đúng rồi. Phong cũng biết điểm nhấn cho hoa nữa ha. Không phải điểm nhấn, còn điểm xuyết. Điểm nhấn là điểm nhấn cái chính. Là nó chính á. Ừ, còn điểm xuyết là cái phụ làm nền. Rồi nó bậy rồi. Mới giờ ăn. Nó bậy mà nó sai. Ô mẹ phơi cá ha, phơi mứt nè. Mẹ phơi gì mẹ? Ờ mẹ làm nhiều mứt quá nè. Ừ. Mứt gừng. Hôm qua mẹ nói con là tới chiều khô mà chiều ít nương qua trời không nắng là đâu khô đâu. À mứt gà ha. Phải thêm miếng nữa. Cái này có rất là nhiều video về bánh mứt mà con mình nhớ xem nha. Trên kênh Nam Việt nè. Không nắng chứ mới dẹp rồi. Này là cá sặc ở đâu mẹ? Vũ 14 cho của quỷ. Dạ, bằng sẵn luôn hả? Đã ha. Mình sẵn muối sẵn luôn. Tí xíu nữa Phong phụ anh khiêng mấy cái ghế dọn dẹp lại hồ cá nghe em.
tranh thủ dọn hồ cá, tại cái đó là khó nhất. Nó mình mông nữa. Ủa chặt bỏ bông này hả? Cắt bỏ cái gì hái dục lại con. Giờ nó già hả? Nó già. Nó già nó sẽ... Thích lắm không? Bất ngờ. Cứ cầm vậy nè. Chị Út thích bông hoa từ hồi nhỏ xíu luôn á. Đi học mà có mấy cái nhà trồng bông nhìn nè Sơn. Dạ. Ham quá cái thò tay vô. Thò tay vô hái cái đi dọc đường nhìn có khi lo nhìn vậy nè. Bé cắm đầu xuống ruộng luôn. là yêu bông hoa từ nhỏ rồi ha. Vậy mới gắn bó được với nghề trời chứ. Trời ơi, Út thích bông hoa từ hồi nhỏ luôn á. Thích dạ. lắm. Hồi xưa mà đi, hồi đó nhà ngoại mình có trâu. Dạ. Là Út là phải đi cắt cỏ. Mà Út đi cắt cỏ mà cắt lỡ mấy cái dây mà con nhớ hồi xưa nó có cái hình lá tim á. Dạ. Kêu lá trầu với lại trái cao á, con biết không? Con nhớ. À, cái bông trắng trắng đó. Mà Út cắt lỡ, Út gịch nó xuống một nồi bông mà Út buồn, Út muốn khóc luôn á. Dễ sợ luôn. Dạy vậy đó mà cũng thương nữa. Cho nên nhà không có Út tận dụng từ miếng đất vậy đó. Bông này bông gì ta? Nào. Này nè. Nó cút đó con. Đẹp hai mấy, nó già rồi, nó sắp ấy rồi. Bị già, nó tàn rồi đó. Tàn rồi. Đẹp lắm. Đang mấy cái cây đó hợp sinh với ông nội về trồng đó sao? Ờ hả? Chiều tím. Gì? Chiều tím hả? Chiều tím hả? Cây nào ta? Vậy con đâu biết đâu nha. Dạ. À, cây này tên chiều tím hả? Ôi con giờ mới biết tên luôn. Nó có một cái loại lùng nữa. Dạ. Lùng cái đốt lá. Cái đốt lá nó ngắn xuống vậy nè. Nó cũng là chiều tím nhưng mà nó loại lùng. Còn cây này là cao. Dạ. Cái này trồng cảnh quan dễ thương lắm. Ừ. Con dạ. Con màu tím con nữa cho hả? Dạ. Chiều tím đó chị. Chiều tím đó hả? Con đâu biết tên vậy? Con không biết tên nữa. Bông của ông nội cho hả? Bông của ông nội cho. Bông của ông nội cho hả? Rồi có ông trồng bông này nhóc rồi. Cái này chị biết cái gì không? Cái là hoàng yến. Cái chậu bự này giờ làm gì nó mẹ? À, để Phong đem cái xích nhỏ về đi dụng dụng cải. Dạ, trồng cải hả? Trồng cải hả? Cái này cây mồng gà mà. Để nó nhỏ uổng lắm chị. Để luôn đi. Để luôn ha. Không, lấy ra ra đặng lấy cái này chị đi cải. Chị gieo chị vừa nó ra. Bởi vì khi nó lên nó chị nhổ lá ra đi. Đâu có gì chị nhổ nó lớn quá nhổ nó chết uổng lắm. Dạ. Kệ nó. Để nó nằm im đó. Mình không trồng mà tự nó lên mình nó chết. Đâu có thiếu nước đâu. Sang ca. Không bưng mấy cái này vô đó đi lát mình giặt lá sang ca. Bưng hết vô trong nổi không? Ơi, gom lại chỗ chị đi. Vậy là mình trang trí bên đây luôn. Nhỏ thọ trong Tết thôi. Ừ, chị mua hả? Ừ, bữa không có nhỏ xíu. Ừ, không có nhỏ xíu. Bà Sáu mua lạp xưởng hả? Dạ. Bà Sáu lấy 1kg hả bà Sáu? Cởi tủ bên kia. À, lấy đỡ đi, ở bên dưới đi. Cái này hồi tối mới để nè. Bên kia đi em. Dạ. Có tiền lẻ không? Chị tháo giùm em đi. Nè, lấy đại nè em. Dạ, chị có ăn 12 món. Dạ, bỏ tủ đi. Dạ, chị bỏ tủ. Dạ. Bà Sáu đi ghế chơi cho chú chị. Mai không bằng hả? Dạ, ngày mai bằng hả? Dạ, dạ. Dạ, ngày nào con cũng mừng á. Dạ. Mà tại bữa nay chủ nhật nghỉ. Dạ. Con có làm gì hả nhà? Dạ, con làm ở Sài Gòn. Dạ, bữa nay chủ nhật con sẽ nghỉ. Thứ hai là. Dạ. Bà Sáu sáng đi lại lần bà ba không? À, lại lần bà ba. Thì hỏi mua nửa ký ăn thử gì vậy ngon. Dạ, mua thử nửa ký hả? À, dạ, rồi nay ghé ủng hộ tiếp. Dạ, cảm ơn bà Sáu. Dạ. 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 Dạ
Mẹ bây giờ á, mẹ cái ghế này con chỉ xài hai thôi, còn hai cái nữa đem qua chị. Hoặc là bỏ. Đem qua đó cái ngồi. Rồi, một cái thôi. Vậy út mình để ba cái ghế bên chị nha, còn một cái cũ bỏ. Đập bỏ luôn mẹ. Sắp xếp cho dạ. Coi vậy chứ có những cái góc mình có để một cái băng đá nó dạ. Dễ thương lắm. Tại chỗ này để nhiều không được, để rối quá. Dạ. Để út trở lại. Để bây giờ, nha. Bây giờ dốt chỉ đạo đi rồi có lực lượng nè, khiêng. Cái này để đây cũng được lắm, cái này đẹp mà. Đến đường nha. Quả này được không? Ừ, quả ra đi. Phải rồi, tại đây đá không à, không có trồng được nữa Diễm. Đem ra đây đi. Cái cây ổi này đừng chặt nha Sơn. Dạ, đúng rồi, để cho nó có bóng mát. Phải đó, bỏ ra đây bớt đi ha. Bỏ ra sân, chặt sân quá. Bỏ bớt vào đây phải rồi Diễm ơi. Bỏ trong nhà chật quá. Thì bỏ vậy. Trời ơi, bỏ Diễm hay vô. Mặt đen đơn. Sơn mang dép không Sơn? Cái cây gai này nè. Ừ, cái cây gai này, cái cây thuốc vậy đó. Cây thuốc rồi vậy. À, đừng bỏ, bớt bắt năm rầy à. Bữa là chị Tiến về lấy rồi. Rồi để chân cơn ca nhổ trồng đâu đi. Nó đầm đâu. Mấy cây hết Sơn. Nó gai dữ lắm hả? Mà thấy sợ rồi. Mấy bụi lớn rồi. Hả? Gai đó Sơn ca. Để con đem qua bể trong đó. Ừ, lắc nhổ luôn đi. Dạ. Thôi giờ nhổ luôn đi. Nhổ nó chết. Lấy cái rau xổ, lấy nó chết à. Để con lấy rau bớt. Sơn mang dép xin. Mang dép đi Sơn. Ba người cái nhẹ. Ba người nhẹ hai người. Ở đây không? Vậy không có cát đi lại kia xúc miếng đi. Con đùa ở trong chính giữa không à, trong chỗ thằng Sơn ra. Em đổ này ra đi rồi con lát mình đổ đây. Ừ, đó. Sơn ca. Không, ta ba ông tiên khiêng cục nhựa này, bốn ông tiên. Chết. Không chịu nổi. Trở lên. Lên, hai, ba. Trở ra làm phong, trở ra làm phong. Rồi. Nãy mới đó dục á, là cây khế đó, ăn khế trả vàng. Con quả gì ăn khế trả vàng. Dạ. Rồi, chọn được cái sân chỗ này trống rồi đó. Giờ tiếp tục bên hồ cá. Mẹ nói để Tết nè, giờ chín rồi. Tính để dành Tết hả? Tết đang bẻ chân. Nó giờ chín rồi. Nhưng mà Tết mình đâu chân. Vừa đủ xài, giờ mình vừa xài thôi, khỏi đủ. Xài cho đủ. Xài cho đủ. Xài cho đủ thôi vô. Chân trái cây xài cho đủ hả? Chứ không phải vừa đủ xài hả? Không đủ. Bây giờ xài là bỏ cái chữ xài đi. Mình có mà mình không xài mới hay. Có mà không xài mới được hả? Chứ có xài ăn không được. Rồi trước thì chân là cầu vừa đủ xài. Cầu vừa đủ xài. Cầu mà cầu chỉ ít vậy? Phải là cầu xài vừa đủ hả? À là cầu đủ là được đây. Cầu tại đủ. Tại vì không biết bao nhiêu cho đủ. Vậy là cầu đủ ta. Cầu đủ là được đây. Đúng phải không? Cái nhu cầu, cái ham muốn của con người là vô biên mà. Con không có xe cái con nói trời ơi, tôi phải có tôi kiếp xe đạp tôi đi chỗ lẹ ta. Con mua chiếc xe đạp. Con mua chiếc Honda đi khỏe hơn xe đạp đạp mệt. Có chiếc Honda lại ham xe hơi. Giờ thôi giờ cầu đủ đi. Có xe hơi xong thấy người ta có chuyên cơ lại ham. Cho nên nó không chắc sao cho đủ hết đó. Mà mình mà cầu đủ mà mình có đủ là mình ở giữa cái lá cây này đổ ha. Gom lại chị, gom lại bỏ trong này nè chị. Làm phân hả? Dạ. Gom này bỏ đây nè, mình mốt chị hái hột bông á. Chị hái hột bông bên sân ca đó. Đất bỏ vô đây làm phân. Dạ, chị bỏ qua đây nè, chứ nó lên được một trường qua cặp cái hàng rau này đẹp lắm. Có trái không ạ? Ủa mùa này bông mận cũng ra luôn ta. Đẹp quá ha. Cái mận này nó ra hoài hả Sơn? Quanh năm hả mẹ? Không, không thấy mận này.
Bây giờ Vũ muốn cắt cây mận ở chỗ nào con cắt cho? Ý mẹ đó, mẹ muốn cắt. Mẹ chỉ cắt ngay chỗ này mới đẹp chị. Ngay dạ. Chỗ này nè. Rồi để con cắt ha. Chờ nhánh nhỏ đó lại. Mới đẹp. Dạ. Bây giờ mình tháo cái lưới thứng lá cây xuống. Lát cắt hết mấy nhánh khô này cái dạ. Nó đẹp. Cưng té không? Cưng. Thôi dừng té xuống hồ nghe. Sao té đây còn đây à? Té hồ. Té xuống vô đá nè. Gặp nàng tiên cá. Té vô ngọn núi. Rồi để con cưa cho. Vậy chứ con làm xong rồi được hả? Con làm xong cái ngày mai ngày mốt con trang trí chút nữa lại cái nhà mình có khu vườn mới. Dạ. Bông đẹp quá. Đây có cây khế nữa nè Sơn. Dạ. Ừ, vậy năm nay nhà mình có như khế nhiều ha. Cây gì? Cái này là Út nói thiệt á. Dạ. Cái này là giống như là một cái sự may mắn đó. mình cũng phải tin. Dạ. Cái gì may mắn thì mình tin hả? Tin. Còn cái gì mà kém may mắn thì không tin. Khôn quá ha. Đây anh cầm cưa. Anh bắt cái dây đó luôn nha. Chính. Cái nào em? Dây xong á. Đưa đây cắt đi. Rồi. Được chưa? Cẩn thận nghe không? Phong. Bước từ từ để té không? Nghỉ đi, nghỉ đẩy đi. Rồi. Ủa gì không? Chưa lèo. Hồi tối à, hẹn ra ăn chuối chiên. Ừ. Không, tại về cho mấy anh thợ nhậu. Cho mấy anh thợ nhậu rồi xỉn luôn. Ốc nhậu kéo. Vì Út mất cho thợ làm nhà nên là ở nhà phải phục vụ không? Hôm nay chuẩn bị ăn Tết sớm vậy Út? Rồi học nghề với Út 11 luôn. Dạ. Con chuẩn bị giờ là phải rồi đó. Tại vì dạ. Sao gần Tết là con sẽ không có thời gian. Dạ. Dạ. Cái nhà đam thường thì nhỏ bỏ nha. Cái nhà đam bỏ hay sao? Bỏ hả? Có những cái mình không tiếc được phải không? Mình phải hy sinh. Yeah. Mình hay tiếc cái gì cũng giữ. Hy sinh gì đại cục. Vậy Út Cổng chuẩn bị có nhà mới ăn Tết rồi. Còn con không có nhà mới thì con dọn lại nhà cũ. Trời ơi Út Khanh làm nhà nửa tỷ. Chú Khanh chuẩn bị sân vườn là 1 tỷ đó. Út Khanh đặt hàng giúp. Mà đó. Trong vỗ trang trí chắc đã lắm. Sân quá rộng luôn ha. Tại vì ở quê á cây ăn trái quá chừng luôn. Có cây sẵn rồi con. Dạ. Trời nói gì nè. Giờ con mắng không Diễm đi vô dọn 2 ngày 3 ngày. Ủa quá tới rồi kìa. Dạ. Ủa quá tới rồi. Khi mà làm nhà xong, làm xong rồi xong là mời Diễm về. Mời nghệ nhân về dọn sân à. Trưng bày rồi mấy cái cây kiểng là tỉa thôi lại đó. Dạ, này phải tỉa mà. Ồ trái quá trời luôn nè. Ra bông nè. Ừ. Dọn ơi để nhánh này đi con. Rất quá à. Rất thân hành được đóng nếp thức ăn. Dạ. Tỉa riết cái cây mà không mẹ ráo trường đứng quá. Chưa lại đi. Tại sao rụng lá? Cái nhánh này nó trái, thấy không? À, vậy Út 11 là được đặt hàng tiếp rồi ha. Có chương trình Tết dày đặt rồi. Cái bông lan trổ kìa, hôm nay đâu thấy nó đâu. Vậy này rồi đẹp quá ha, kinh... dọn ra mới thấy được. Ủa sao mà bỏ nó tấm đó vậy? Tại nó bị cây cối nó che á. Nó ở đó lâu rồi. Nó ở đâu á, lâu đời lắm rồi. Này Sơn. Từ hồi có cây núi này là đã có nó rồi. Cái này là kêu bằng nhánh lan rừng ba là nhưng cánh hoa bé xinh. Chị Út. Hồi đó con vô rừng á, con hái lan về trồng mà trồng mấy năm trời đâu ra bông rồi gỡ dục luôn. Không. Đẹp à. Lan rừng có nhiều cái đẹp lắm anh chị. Nó nhỏ xíu à. Không, ý là cái con mang về á. Nó không ra bông xấu quá thì trồng mấy năm trời. Nó sống nhờ lên cây gỗ nó dễ nhưng nó dễ sống hơn nhờ. Ở nhà em có cây vú sữa to. Trời ơi, mấy lan đựng dục nó không để lắm. Cha leo cây vú sữa hả? Lan chịu vú sữa lắm á. Có bỏ đây nè. Tự nhiên gì ra. Sau này mấy chị nhỏ là có 2 với chứ 5 rồi đọc tên rồi đẹp rồi. Đấy, Diễm Thí là chị hay đặt đó. Nhắc nhở là ông ngoại con đặt. Dạ. Đấy, Diễm là chị hay đặt rồi. Hồi đó em tin Nhung mà.
Rồi đó em tin. Rồi sao đổi tên? Nhớ chị mời là nhớ em Linh Dung cái ba. Dung nhớ hả? Chị mời á là nhớ. Là Út là Nhung, là nhớ Nhung cái ông ngoại nghe cái tuồng Tướng Cướp Bạch Hải Đường á. Ông ngoại nghe cái nhân vật Nhung á là hư quá, các bạn đấy. Thôi, sửa nó lại đi, tên Nhung kỳ lắm. Cái ông ngoại không cho đặt tên Nhung cái. Là tại coi bộ phim phải không? Nghiệm riết á. Vì hai đặt Út tên Diễm. Nhưng mà bây giờ Út nghiên cứu cái tên của Út là rất là kỳ cục. Cái tên Diễm á là ba chữ quả. Cho nên đừng ai trách Út sao nóng tánh. Một chữ quả là đủ trái nhà rồi. Mà Út ba chữ quả. Là ba chữ quả là sao? Ở trong cái chữ chép tự chữ Hán á, cái tên Diễm là ba chữ quả. Một chữ quả, hai chữ quả, ba chữ quả nó thành cái tên chữ Diễm. Là giống như là pháo bông hoa cải vậy đó. Dạ. Thành pháo bông hả? Nó đẹp. Ví dụ lửa bình thường là không đẹp. Nhưng mà ba cái chữ hỏa nhập thành chữ Diễm thì nó sẽ thành pháo bông là đẹp hơn. Nhưng mà rất là nóng. Nhưng mà rất là nóng. Cho nên có khi Dì Út nóng tánh Sơn với mẹ Dì Út Khanh. Nói trước rồi nha. Tại vì thương hiệu của Dì á mà. Rồi cho hỏi câu đi. Dạ. Rồi bữa nào cưng sưu tầm coi cái tên chị có quả không? Chị quả quá trời đó. Mẹ này mẹ nóng tính. Dì là ba chữ quả rồi. Của chị thêm một cái thanh củi vô nữa. Cái đó là do Dì Út quả là thêm thanh củi. Nghĩa là chữ Diễm đó là đã ba chữ quả rồi mà chữ Điểm là thêm một cái chữ Điểm mà gạch ngang cái nữa. Thêm thanh củi vậy đó. Không là tao bùng lên cái này xong còn chị đó là có cái gạt ngang đó là cây cõi à. Cái hoài luôn. Diễm chọc mẹ nói là chữ Diễm là ba chữ quả mà cái có chữ Điểm là thêm chữ D là gạch ngang cái là có thêm nó trái hoài. Ở đây có con kỳ nhông kỳ đa gì nè. Con này dữ không ta? Con nào? Con này nè. Tắc kè hả? Không phải, kỳ nó là kỳ nhông. Dạ. Kè nó có bao nhiêu nghĩa kể rồi. Vô tha hồ cho cắt hả? Nguyên cả cái vườn tha hồ cắt. Không biết sao không? Tại vì năm sợ á mặn rụng á cái năm tre cái miếng lưới nhìn nó xấu lắm. Nó tụt túng lắm. Để chị lấy đồ vớt cái năm làm cái núi mà năm che miếng lưới là không hợp lý. Đâu có ai mà đâu che ai núi được hả? Này là mẹ muốn một tay che trời nè. Bà nữ hoa là tạo ra đất trời là tạo thành năm có thể là bà nữ hoa năm xây dựng được. Rồi chị dễ lấy nước che lại. Năm che trời là không có được. Một tay che trời là không được không? Che trời là không được. Tại vì che núi thôi. Che núi được. Con hết đây. À, thôi giờ mình nghỉ nữa buổi đi rồi chút cho làm tiếp à. Hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ bà con mình vài ảnh cho vui ha, chuẩn bị không khí Tết à, tạm biệt và hẹn gặp lại. Trời ơi Phong nó bắt con người ta chút đứt đuôi đó, tội nghiệp, thả nó đi à, mình vô nghỉ trưa rồi không? Vô nghỉ không? Rồi có ai ăn bánh mứt gì không? Đẩy nè, ăn bánh mứt nghỉ trưa xã ơi.